Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có một vị vua trị vì đất nước 23 năm, cũng là vị vua duy nhất người Hưng Yên trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông là một vị tướng tài ba đã biến vùng đầm lầy Dại Trạch thành căn cứ chiến lược kết hợp với lối đánh du kích sáng tạo, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh để đánh bại quân xâm lược nhà Lương ở thế kỷ thứ 6. Đó chính là Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì tôn vinh ông là vị vua giữ đất hiểm, dùng kỳ binh để dẹp giặc lớn. Triệu Quang Phục sinh năm 524, người huyện Chu Diên, nay là huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai của Thái Phó Triệu Túc, một thủ lĩnh địa phương, có lòng yêu nước, phò vua Lý Nam Đế, chống giặc nhà Lương. Sử sách mô tả Triệu Quang Phục là người uy tráng, dũng liệt. Tài năng quân sự của ông được phát lộ từ khi cha theo phò tá Lý Nam Đế đánh đuổi giặc Lương lần thứ nhất. Lý Nam Đế thấy Triệu Quang Phục là tướng tài đã trọng dụng và phong cho ông làm tả tướng quân nước Vạn Xuân. Khi quân Lương tái chiếm nhà nước Vạn Xuân, do mang trọng bệnh, Lý Nam Đế trao toàn bộ binh quyền cho Triệu Quang Phục để nối tiếp sự nghiệp đánh đuổi quân xâm lược. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược dưới thời kỳ Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục kéo dài 5 năm, từ năm 545 đến 550, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 545 đến năm 546 do Lý Nam Đế chỉ huy. Giai đoạn sau từ năm 547 đến năm 550 do Triệu Quang Phục chỉ huy. Dấu ấn của vị tướng tài Triệu Quang Phục được thể hiện ở giai đoạn sau của cuộc kháng chiến nhà Lương từ năm 547, khi quân ta chuyển bại thành thắng bởi tầm nhìn chiến lược của Triệu Quang Phục, đó là đưa quân từ miền núi về đồng bằng, lập căn cứ mới ở đầm Dại Trạch. Một cái vùng mà có thể nói là đất rộng mênh mông như vậy, sử có chép rằng là ở giữa đấy thì nó có một cái nền đất cao, có thể ở được. Nhưng một bốn xung quanh ấy thì là đều là hồ nước cả. Cái địa hình vùng này đấy nó vô cùng hiểm yếu. Nếu như mà anh đi loanh quanh ở bên ngoài thì được, chứ anh đi sâu vào trong này đấy, người ta còn nói đến chuyện là thậm chí là đi ở cái vùng này mà không bay mà rơi xuống nước thì là bị rắn nó cắn chết mà. Cho nên là quân Lương là không có cách nào để có thể đi sâu vào cái vùng trung tâm của cái đầm Dại Trạch để được. Thế mà ta nhớ rằng ấy, người Việt là rất giỏi dùng thuyền ấy, và có thể nói rằng là đi lại ở trên thuyền đấy là cái chuyện hết sức là bình thường. Xây dựng được căn cứ địa hiểm trở, Triệu Quang Phục đã sử dụng lối đánh du kích. Ban ngày ông cùng quân sĩ luyện tập, tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người. Đêm đến dùng thuyền độc mộc đem quân tập kích bất ngờ vào các doanh trại và các cuộc hành binh của quân Lương. Tên tướng giặc Trần Bá Tiên tài giỏi, trận mạc cũng bất lực trước chiến thuật lai vô ảnh, khứ vô hình, thoát ẩn, thoát hiện của Triệu Quang Phục. Nên thời bấy giờ, nhân dân yêu mến gọi ông là Dại Trạch Vương, tức ông vua đầm đêm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rất rõ đấy. Ban ngày tắt lửa, lặng im, không có gì biến động cả. Nhưng ban đêm thì đổ quân từ cái vùng trung tâm đó, vượt qua cái vùng lầy lội, hiểm trở như thế đấy, ra tìm địch mà đánh. Đây là một cái cuộc chiến tranh du kích đầu, có thể nói là vào loại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, và cũng là có thể nói là cuộc chiến tranh du kích vô cùng hiệu quả. Và có thể nói là chúng ta đấy đã từng bước đã dần dần đấy làm hao tổn cái lực lượng của quân Lương. Trong gần 4 năm đóng quân tại đầm Dại Trạch cùng chiến thuật đánh du kích được nhân dân đùm bọc che chở, thì kế sách đánh địch lâu dài mà Triệu Quang Phục đã dần làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch. Chúng ngày càng suy yếu, trong khi quân ta càng đánh càng mạnh lên. Năm 550, lợi dụng nhà Lương nội chiến, từ căn cứ Dại Trạch, Triệu Quang Phục đã tiến hành một loạt cuộc tiến quân lớn vào quân giặc, thu hồi được thành Long Biên và một phần đất rộng lớn, giành lại bờ cõi, khôi phục nền độc lập của đất nước. Triệu Quang Phục xưng vương, lấy hiệu là Triệu Việt Vương, lên ngôi vua nước Vạn Xuân, đóng đô ở thành Long Biên. Triệu Quang Phục ấy rất là xứng đáng ấy, được nhân dân tôn vinh, đất nước tôn vinh là Triệu Việt Vương, vâng ạ, tức là một cái vị vua mà nói là có cái công khôi phục lại cái nhà nước Vạn Xuân, khôi phục lại nền độc lập thống nhất của dân tộc. Và có thể nói đấy là mở đầu một cái truyền thống
chiến tranh du kích, nhưng mà lại phát triển lên thành ra một cái cuộc chiến tranh tổng thể đấy, để mà giải phóng đất nước, khôi phục lại nền độc lập dân tộc. Năm 571, Lý Phật Tử đem quân đánh úp Triệu Việt Vương. Bị đánh bất ngờ, Triệu Việt Vương không chống đỡ nổi, ông đem con gái chạy về phía Nam. Cùng đường, ông phải tự tử tại cửa biển Đại Nha, khu vực Độc Bộ, Nghĩa Hưng, Nam Định. Người đời sau lập nhiều đền thờ ông ở các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Bình. Chỉ vì đất nước 23 năm, cùng với để lại cho đời sau lối đánh du kích tài tình hiệu quả, Triệu Quang Phục là nhân vật lịch sử có đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ kinh nghiệm lựa chọn và xây dựng căn cứ kháng chiến tại đầm Dại Trạch của Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục vào thế kỷ thứ 19, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là Nguyễn Thiện Thuật tiếp tục lựa chọn vùng đất này để kháng chiến chống thực dân Pháp. Thương tiếc và nhớ ơn người anh hùng cứu nước, nhân dân các vùng miền tưởng nhớ ơn đức của ông. Trên quê hương Hưng Yên, ông được thờ phụng ở nhiều nơi, trong đó có đền Vua Rừng, tức đền thờ Triệu Việt Vương ở xã An Vĩ và đền thờ chính ở xã Dại Trạch, huyện Quái Châu. Theo lời kể của người dân Dại Trạch, huyện Quái Châu, trước đây tại địa phương có một ngôi đền thờ Triệu Việt Vương ở gần đền hóa Dại Trạch. Tuy nhiên, chiến tranh đã phá hủy hoàn toàn ngôi đền. Khi khai quật nền móng của ngôi đền cũ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật cổ và những dấu tích như gạch, mảnh gốm, mũi tên, tiền cổ như một minh chứng sống động cho sự tồn tại của ngôi đền thờ Triệu Việt Vương từ xa xưa tại chính nơi ông đóng quân đánh giặc. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đầu tư phục dựng lại đền thờ Triệu Việt Vương trên nền ngôi đền cũ. Ngôi đền được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 14.000 m², thuộc thôn Yên Vĩnh, xã Dại Trạch. Đền thờ Triệu Việt Vương được phục dựng tại chính mảnh đất Dại Trạch Vương Triệu Quang Phục từng cắn bó và làm nên những trận đánh lẫy lừng đánh bại quân xâm lược nhà Lương, đã mang ý nghĩa lớn, thể hiện lòng tri ân của các cấp các ngành và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với công lao và những đóng góp quan trọng của danh nhân Triệu Việt Vương. Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương tại đền thờ Triệu Việt Vương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân công đức người anh hùng đã có công giữ nước và dựng nước. Vị vua duy nhất người Hưng Yên trong lịch sử phong kiến Việt Nam.